Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với cái chế độ sinh tồn. Và đây là map 120 người, chế độ solo. Dạo gần đây thì nó đã update rất là nhiều. Vâng, súng ống, map các kiểu nó fit cực kỳ nhiều luôn. Và mình rất thích điều này. Không biết là ở bản Việt Nam thì nó sẽ update cái gì. Hồi trước thì mình toàn chơi solo squad thôi. Mà công nhận bên China này, gái nó chơi nhiều cực ấy. Và các bạn chú ý cái phần mic ấy, các bạn bật lên đi. Chơi 10 trận thì ít nhất phải 3 trận là gặp gái khựa rồi. Nó nói xì lum xì la gì trong cái loa ấy, mình không biết là nói gì luôn. Chỉ chào là hello các kiểu thôi. Úi dồi ôi, nó cho cái túi lì xì này. Khi mà các bạn nhặt được cái túi này thì khi kết thúc trận thì các bạn mở ra nhận được cái mảnh giáp hay mảnh đồ gì gì đấy. Vâng, khá là đẹp và cũng hay. Úi dồi ôi, mình sẽ đi lúc dạo để xem chế độ solo có cái gì mới. Mỗi chế độ thì nó cũng khá là khác nhau. Mà chỉ có chế độ 60 vs 60 thì nó mới khác thôi. Còn lại thì nó cũng như nhau kìa. 60 vs 60 thì chơi khá là vui. Nhưng nó đông quá à. Chia hai team ra như thế thì công nhận bắn cũng khó chịu thật. Ăn kill cũng khó. Cái chế độ này thì các bạn muốn nhiều kill ấy, việc đầu tiên của các bạn đó chính là nhặt một chiếc xe. Vâng, đi tha thu được một cái đi loot được cái chiếc xe nào đấy thì các bạn cứ chạy quanh map ở cái lúc đầu trận thì sẽ có bot rất là nhiều, tức là người của máy spawn vào ấy. Vâng, các bạn chỉ cần đi và cán vào người nó thôi, nó bắn thì nó ngu lắm, nó bắn kiểu đứng phơi thây cho nó xả đạn mà nó bắn không trúng cơ. Vâng, các bạn chỉ việc la liếm kill thôi. Và hiện tại thì mình thấy nó spawn khá là nhiều. Vâng, mới vào mà đã chết gần 20 thằng rồi, các bạn thấy nó spawn nhiều không ạ? Dã man lắm. Tầm còn 50 đến 60 người thì tầm đấy mới đúng là toàn người thôi. Và cũng còn một vài thành phần của máy spawn ra. Có thể nó loot ở đâu đó không gặp thằng nào bắn nó ấy. Mình thấy có một thằng nó nhảy bên này, không biết là đi đâu rồi. Vâng, chắc chắn là nó ở bên này thôi. Nãy mình nghe tiếng súng mà nhìn mãi không ra nhỉ. Úi dồi ôi, không biết là nó loot kỹ không. Rồi gặp những thanh niên nào loot kỹ, thực sự là chờ nó, đợi nó cả tiếng đồng hồ nó mới bước ra khỏi căn nhà anh em ạ. Ok, chúng ta đã ở trong bo. Và hiện tại thì nó mod lại cái map này cũng khá là nhiều, nhưng mình vẫn chưa đi hết. Úi dồi ôi, thính kìa. Vâng, anh phi công cứ thả thính nhá. Mình chỉ việc đi loot thôi. Vâng, việc đầu tiên thì chúng ta vào nhà loot trước đã, lát rồi ra xem thính sau. Cái chủ trương là như thế. Ui rồi, có đạn cho SMG. Không có gì ngon. Gì đây? À, hộp máu, ok. Cũng được. Ui rồi, lại máu ấy. Bao lì xì này. Vâng, lì xì này thì mình nhặt cho nhiều lắm, nhưng ra thì chỉ mở được đúng một cái là sao nhỉ? Không biết là do lỗi game hay gì. Ok, chả có gì. Thính đâu rồi? Thính đâu ta? What the hell? À đây rồi. Úi dồi ôi, ngay một bên. Ôi, mình biết ngay mà. Kiểu gì nó cũng thả đây. Ui, yêu lắm cơ. Vâng, thính rơi vào mồm. Thế này thì chỉ giờ giang rộng vòng tay và loot thôi. Định mệnh chả có gì này. Vâng, cứ tưởng là nhặt được 3Z hay gì gì cơ. Nhặt được khẩu súng phế vật đậu xanh. Chúng ta sẽ lên cam thính đi. Bộ cỏ này thì rất là tuyệt vời. Nếu các bạn nhặt được bộ cỏ thì đấy là tin vui. Tại vì cái khẩu này, cái bộ này nó ninja cực ấy. Đi giữa map, đi giữa cái đồng cỏ nó không thấy đâu. Cái xác suất thấy thì nó rất là thấp. Khi mà các bạn nằm im thì xác định là không thấy luôn. Hay lắm các bạn ạ. Úi dồi, quả này không lấy top 1 thì hơi phí đấy. Được rồi, mình nghe tiếng bắn ở ngoài kia nhưng không biết là đoạn nào. Cái tai mình nó hơi bị ấy. Ừ, nãy giờ thì nghe tiếng súng inh ỏi mà chạy ra thì chả thấy thằng nào. Ừ, thấy được cục thế thì chúng ta quay lại loot thôi. Nãy nghe bắn nhau nhiều lắm cơ, nhưng chạy đến thì thấy toàn xác là xác không à. Mọi người thì đi đâu rồi? Xác đây, người đâu? Where are you now? Rồi, thính ngay trước mặt. Không biết là có ai loot chưa.
không rõ lắm, chúng ta cần phải check kỹ hơn, lại gần hơn, gần nhau hơn. Cái khẩu shotgun, cái khẩu phun một cái cục này nó rất là phế nha, mình bắn rồi chán lắm. Mong là đổi được nó đi. À đây rồi, AW cũng được. Vứt khẩu này đi. Ok, thế là đủ đồ rồi, tuyệt vời. Cho mình sẽ lên cam cục thính này, đóng hết cửa nhà lại. Vâng. Đấy. Và chúng ta sẽ cam thính. Nãy nghe bắn nhau ở đây mà. Vãi xoài thật. Úi dồi ôi, bo kìa. Thôi té luôn đi, không bo nó thông đít bây giờ. Hình như mình nghe tiếng chân đâu đây. À đây rồi. Con lợn này. Úi dồi ôi, MK5 nó mạnh quá. Chắc thằng này không có giáp gì. Mình sẽ đổi sang AK đi. Tuyệt vời. Úi dồi ôi, đi vòng quanh cái map, vâng, chỉ giết đúng được một thằng, cạn lời. Trong khi thân xác thì mang toàn đồ ngon. Vâng, mình sẽ đáp bớt đi những cái vũ khí mà không cần để cho nó nhẹ cái kho đồ. Vâng, đáp hết bào đi. Ok, như này là được rồi. Úi dồi, đâu ra này, đâu ra này. Vâng, 2 kill rồi. May quá. Cứ sợ là bọn kia nó sợ mình nó chạy hết thôi. Chứ nó như này thì tuyệt vời. Mình thấy rất nhiều xác ở đây, chắc là nãy bắn nhau ở đây. Mình nãy mình nghe tiếng bắn nhau in ỏi ở đây mà. Nó bắn pháo hoa luôn ấy nha em ạ. Giống như được mùa vậy. Ok. Rồi, mình chỉ để auto loot cho nó dễ nha em ạ. Thực sự cái thao tác trên mobile nó là khốn nạn. Chúng ta chỉ cần lao vào cái thùng thôi thì mọi việc còn lại thì để máy lo, như thế nó chắc chuyện. Còn có thì không xài thì người ta bảo ngu, mà xài thì người ta ghét thì thôi. Vâng, chả biết đường nào mà lần. Cái này nó cũng có lợi nha em ạ, tại vì mình chơi có phải chơi bằng máy tính đâu, cái thao tác dĩ nhiên nó phải chậm chạp hơn rất là nhiều. Còn có dạy gì không dùng, phí lắm. Ui dồi ôi, thì mình kia kìa. Hình như là có tiếng bắn nhau bên này, chắc chắn là có người rồi. Không biết là nó thủ ở đâu đây. Á, à, chạy ra này. Ui dồi ôi, cắm mặt đi đâu ấy. Ơ à, vãi xoài, trúng cái cây ạ. Ok, nó đã chết rồi, chúng ta sẽ bỏ nó và đi thôi. Thính kìa. Hiện tại thì bo cũng khá là gần nên mình cũng từ từ mà chạy thôi. Chúng ta hãy làm ninja nào. Bằng nấp ở đây thì chắc không ai thấy được đâu. Bộ cỏ mà, khó phát hiện lắm. Ui khuất này. Khuất này. Ơ. Ơ kìa. Ơ kìa, bay xoài. Vâng, bắn như thế không chết. Úi dồi ôi, thơm. Hai kill cho một cuộc tình. Lại tiếp tục ninja thôi. Xin ở làng lá ra thì phải làm ninja, biết làm sao bây giờ. Vâng. Ok, chắc là hết rồi. Không biết là nó bắn thằng nào nhặt thính ở dưới này. Mà cái cây nó che rồi, không thể thấy được. Ở sau này thì chắc không còn ai. Mình nghĩ là như thế. Đứng kênh một hồi nữa xem. Nếu mà không có thì mình sẽ chạy vào bo luôn đi. Định mệnh. Kênh nãy giờ chả thấy thằng nào. Thôi, chúng ta sẽ bỏ chạy vào bo thôi. Tầm này khi mà bo bóp rồi ấy, thì chúng ta cứ di chuyển vào bo như trốn không người thôi. Tầm này thì nó cũng phải chạy rồi. Không có thằng nào có thể đủ kiên nhẫn để ngồi mà đợi ngoài bo đâu. Mình thấy nó dã nhau bên này này. Nghe tiếng bắn nhau bên này rất là kinh khủng tởm. Các bạn có thấy gì không ạ? Một cái xác bên cạnh mình. Chạy thôi. Run. Rồi cầm chảo chạy cho nó nhanh đi.
Rồi vào được cỏ là mình cũng không sợ anh em ạ, tại vì vào đây thì cái tầm nhìn nó bão hòa lắm, nó khó thấy mình lắm, không đùa được đâu. Đây rồi, thanh niên chạy đâu ấy, chạy đâu đây? Úi dồi ôi, AK nó mạnh quá cơ, cùng là một đạn với lại M4 nhưng nó mạnh hơn rất là nhiều. Hư cấu VL bên này nữa này. Úi dồi ôi, thanh niên chạy, chạy này, hai viên thôi, vãi xoài, headshot kìa, căng vậy. Còn 19 người, cố lên nào, mình sẽ tiếp tục làm ninja làng lá, cứ quay tay ở đây thôi. Bắn nhau đâu ấy, ủa vãi vãi xoài. Đây rồi, đây rồi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, không trúng kìa. Ơ kìa, dừng lại, dừng lại này, con lợn này, thằng nữa này. Ơ kìa, không trúng kìa, không trúng kìa, hình như là trúng rồi. Một phát nữa, má ơi, nó đi vào cái tán cây rồi. Vâng, nghe bắn nhau rất là nhiều, càng đấy, mình nghĩ trước mặt rất là nhiều đây. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh, tự tin, khoe cá tính, nhưng phải chắc chắn là ở phía sau lưng mình không còn ai. Ok, chắc là không còn ai đâu. Mình sẽ di chuyển vào bo, di chuyển vào bo dần là vừa. Đối với cái bộ cỏ này thì chúng ta cứ trườn bò la liếm các kiểu ở trên cỏ thôi, không cần phải chạy nhanh làm cái gì nó mệt người. Nghe tiếng bắn nhau, à chúng ta có thể quan sát trên map, là trên map nó có tiếng bắn nhau anh em ạ, nó có thông báo ở cái chỗ bắn nhau đấy. Như vậy thì bên này có một gì gì đấy bắn nhau, không phải là có một mà là cái gì đấy bắn nhau, tiếng súng. Ok, công nhận CS Mobile nó cũng làm khá là hay, chúng ta chơi bằng điện thoại nó dễ hơn khá là nhiều. Và mình thích game nào mà dễ như này, còn dễ thì người khác cũng dễ thôi, nhưng cơ bản thì thao tác nó điện thoại nó khó hơn nên chúng ta cần phải được ưu tiên hơn, thế thôi. Vâng, nghe dã nhau bên này rất là nhiều, càng ấy. Vâng, bắn nhau ở dưới này cơ, không biết là nó còn ở dưới này hay là chạy rồi. Ok, chạy luôn đi, khi mà bo khép ý các bạn nên bỏ chạy luôn, tại vì cái bo nó ép mình phải chạy mà không thể bò được. Úi dồi, xác kìa, té thôi. Mình nghĩ ở trên đầu mình đông lắm ấy. Mong là sau lưng không còn ai. Vâng, chúng ta chỉ việc đi lên thôi. Bắn nhau rất là ghê trên này. Mình sẽ làm ninja kiếm top 1 nhá. Cố lên. Cái gì chứ ninja kiếm top 1 thì nó đơn giản hơn là cái việc bắn nhau lấy top 1 rồi. Cứ đợi cho chúng nó dã nhau chết hết là mình chỉ việc la vào KS thôi. Đây rồi, con nên bắn ra. Úi dồi ôi, cái scope nó che hết bà nó rồi, bắn cái đéo gì bây giờ. Úi dồi ôi, xa vậy, con nên bắn không ta. Ở cái đậu xanh lúc rút AW thì nó lại biến mất rồi. Úi dồi, nó lại ra kìa, vãi xoài, đùa nhau à. Thằng này nó cứ thập thò đây làm gì, cái yếu gì không biết. Ôi, thằng nào lái xe vậy. Vâng,
đến bo cuối rồi vẫn còn lái xe. Gắt đấy. Công nhận là gắt vờ lời. Còn 37 giây bo. Chắc mình sẽ di chuyển nhanh thôi. Nó lên hết trên kia rồi. Còn 4 thằng nữa. Úi dồi, khói làm gì ấy. Đấy, tặng lại quả bom. Úi dồi, quả bom của tôi nổ trên trời kìa. Phế vật. Úi, sao lại còn 3 thằng. Thế là còn 2 thằng nữa. Đậu xanh. Đây rồi. Úi dồi, AK thì cho nó chắc ăn. Ok. Linh Minh, cảm ơn bạn, nhưng bạn đã rớt vào top 3 rồi. Còn một thằng nữa. Rồi, chúng ta sẽ nằm xuống bơm máu đã. Để mình quan sát kỹ xem còn thằng nào nó là hàng vàng ở đây không. Nó ở chỗ nào? Ở đây rồi. Úi dồi, bố mày cứ ngồi bơm máu thôi. Vâng, đối với thằng này thì chắc chắn nó không thấy mình đâu. Nãy nó chạy qua mình mà không thấy mình rồi. Thôi chúng ta sẽ nằm xuống. Tính ngồi dậy khô máu luôn, nhưng mình nghĩ là không ăn được. Đấy, đi móc đấy, khô đấy. Này đi móc này. Úi dồi ôi, cái tâm ruồi nó. Ôi, nó không trúng viên nào luôn. What the fuck. Úi dồi ôi, tự nhiên. Úi dồi ôi, bắn không trúng mình kìa. Hay lắm. Chắc là yếu rồi. Có đi khô máu không ta? Ơ kìa. Ok, úi dồi ôi. Cuối cùng cũng top 1 rồi. Vâng, cũng khá là khó khăn. Ok, cho mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì quên like và subscribe cùng mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Vâng. Quả cuối bắn fail cực.